giữ lời hứa, Trường Giang thực hiện Blaiso miễn phí tại Đức Quảng. Kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, nghệ sĩ Trường Giang vừa chính thức công bố tổ chức live show mới mang tên Live Show Trường Giang 2017, Đức Quảng quê tôi tại quê hương Quảng Nam. Live Show Trường Giang 2017, Đức Quảng quê tôi là chương trình nối tiếp thành công của Live Show Chàng Hề Xứ Quảng tổ chức năm 2015 và về quê thực hiện trong năm 2016. Live Show đặc biệt này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3, 2017 tới, nhằm đúng dịp Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và 42 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Live Show Trường Giang 2017 Đức Quảng quê tôi sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Trước đây, tôi từng có một mơ ước là được về quê nhà làm live show hoành tráng và diễn miễn phí cho bà con quê hương xem. Tôi biết ở quê có rất nhiều người yêu mến mình, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để thưởng thức những live show bán vé. Ngoài mong muốn bấy lâu nay của mình, đây cũng là dịp để tôi gửi lời tri ân đến mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ, Trường Giang chia sẻ thêm. Ngoài được đầu tư kỹ về sân khấu, âm thanh và ánh sáng, trong chương trình, Trường Giang sẽ diễn hai vở kịch mới do chính anh viết kịch bản, làm đạo diễn dàn dựng. Live show còn có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng như Chí Tài, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Lâm Vĩ Dạ, Lê Lộc, ca sĩ Quang Linh, Thanh Thảo, Trung Quân Idol, Tố My, Thu Hằng Bolero, MC Ốc Thanh Vân. Chương trình Live Show Trường Giang 2017 Đức Quảng quê tôi sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tại Quảng Nam và được ghi hình, phát triển miễn phí trên kênh hài riêng của Trường Giang. Vân Sơn tiết lộ Trấn Thành đãi tiệc cưới toàn bơm và táo. Hồng Đào hỏi Trấn Thành đám cưới có lời không? Vân Sơn dí dỏm cho biết lời to vì tiệc cưới của đàn em chỉ đãi toàn bơm và táo. MC Điển Trai ngượng ngùng vì tiết lộ này. Trong tập 3 Người Bí Ẩn, đội nhà Vân Sơn Hồng Đào vào vai đôi bạn già muốn dựng vợ gả chồng cho con trai, con gái. MC Trấn Thành nhanh nhậu yêu cầu gả con gái cho mình vì anh khẳng định vẫn còn đang độc thân. Khi bị bóc mẻ đã cưới Harry Won vì đeo nhẫn, anh tiết lộ nhẫn mua ở chợ Bến Thành, hàng rẻ tiền. Hồng Đào tiếp tục hỏi Trấn Thành sau khi tổ chức lễ cưới có lời không, Vân Sơn liền đáp lời nhiều vì trong tiệc cưới, nghệ sĩ đa tài chỉ toàn đãi bơm táo cho khách mời. Tiết lộ của Vân Sơn khiến ông xã Harry Won ngượng ngùng. Hoài Linh, Việt Hương giữ vai trò đội nhà trong hai mùa đầu. Hai mùa sau được thay thế bởi cặp đôi Vân Sơn, Hồng Đào, nhưng Trấn Thành vẫn trung thành với chương trình suốt 4 mùa với tư cách MC và đây cũng là game show hiếm hoi mà anh cầm trịch. Những ngày không chạy show, Harry Won theo Trấn Thành đến trường quay. Trong lúc ông xã ghi hình, nữ ca sĩ gốc Hàn bận bịu với chiếc điện thoại, giọng ca Hương Đêm Bay Xa cố tình né tránh ống kính máy ảnh. Khách mời của tập 3 là cặp đôi Minh Hằng, Quý Bình. Cả hai từng đóng phim Bao Giờ Có Yêu Nhau và sau đó trở nên khá thân thiết. Vừa gặp người đẹp, Vân Sơn liền ôm lấy cô thay lời chào hỏi. Quý Bình khiến Hồng Đào thất vọng vì chê bai tuổi tác của nữ diễn viên kỳ cựu. Sau đó cặp đôi liền xưng hô má con một cách thân thiết. Minh Hằng cho biết cô từng tham gia chương trình cùng Trường Giang. Vì tin tưởng mười khó nên nữ diễn viên sinh năm 1987 giao quyền quyết định cho anh. Tuy nhiên cả hai đã thua toàn tập. Với Quý Bình, Minh Hằng có phần yên tâm hơn. Tuy nhiên cô khẳng định sẽ khó vượt qua đội nhà vì họ giàu kinh nghiệm nên chủ trương ngồi cho đẹp màn hình, không hy vọng chiến thắng. Trong lúc tìm người bí ẩn, nữ diễn viên kim ca sĩ đã lên sân khấu để kiểm tra hình thể của người chơi. Tập 3 sẽ được phát sóng tối 26 tháng 3 trên HTV7. Trấn Thành tự nhận nhẫn cưới của anh là hàng chợ. Chàng diễn viên phớt lờ sự có mặt của bà xã Harry Won, thản nhiên tán tỉnh thí sinh của chương trình Người Bí Ẩn. Trấn Thành làm MC Người Bí Ẩn 2017. Trong tập 3, anh có phần tung hứng cùng hai nghệ sĩ Vân Sơn và Hồng Đào trên sân khấu. Nghe Vân Sơn khoe có con gái, Trấn Thành xin làm rể của nghệ sĩ hài, nhưng bị Hồng Đào tố đã có vợ rồi, đang đeo nhẫn cưới. Chàng diễn viên vội lấp liếm, nói rằng nhẫn mình đeo chỉ là hàng rẻ tiền, mua ngoài chợ. Hồng Đào còn trêu chọc, hỏi Trấn Thành làm đám cưới lãi hay lỗ, khiến anh ngượng ngùng không nói được gì. Không chỉ các nghệ sĩ, những người bí ẩn trong chương trình cũng nhiều fan khiến Trấn Thành lúng túng. Một người chơi vừa tán tỉnh, vừa trách móc Trấn Thành bằng một đoạn cải lương, tự chế rất hài hước. Nam diễn viên không vừa.
buông lời ông bướm thả thính với một người chơi khác, nhưng bị người này nhắc khéo rằng anh đã có vợ. Lúc này Harry Won cũng có mặt trong trường quay, nhưng Trấn Thành vẫn thản nhiên nói, đàn bà ở nhà mình đừng nhắc, quan trọng là ở đây thôi. Ở đây Minh Hằng Hồng Đào không quan tâm mấy chuyện đó. Anh ở đây là của Dung, em muốn xài sao thì xài, em hiểu không? Cứ quyết định vậy nha. Ngoài đội nhà Vân Sơn Hồng Đào, đội khách tham gia tập 3 là ca sĩ Minh Hằng và diễn viên Quý Bình. Bé Heo và chàng diễn viên từng đóng chung phim Bao Giờ Có Yêu Nhau nên rất thân thiết. Đây là lần thứ hai Minh Hằng tham gia game show Người Bí Ẩn. Lần trước cô kết đôi với Trường Giang nhưng bị thua tơi tả trước đội nhà. Lần này nữ diễn viên tuyên bố trao chọn một ngày cho Quý Bình. Cô chỉ ngồi làm đẹp màn hình để chàng diễn viên tự đoán các nhân vật bí ẩn. Tuy vậy trong chương trình, nữ ca sĩ tỏ ra rất sôi nổi táo bạo. Cô khiến nhóm Người Bí Ẩn và MC Trấn Thành bất ngờ khi đòi lên sân khấu, sờ tận tay để kiểm tra từng người chơi có cơ bụng sáu múi thật hay chỉ dùng bút vẽ hóa trang. Tập 3 Người Bí Ẩn 2017 có sự tham gia của nhiều nhân vật tài năng như nhà vô địch vận tay thế giới, người chơi đàn solo điện, người rất rũ bằng đầu, phá kẽm gai bằng bụng và nhảy dây cổng người. Chương trình phát sóng vào 20:30 tối Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Khối tài sản đáng mơ ước của vợ chồng Đan Trường không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng Đan Trường còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, bao gồm nhiều siêu xe và những căn biệt thự đắt giá. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Đan Trường đã chinh phục khán giả bởi tài năng và sức sáng tạo trong mỗi sản phẩm anh mang đến cho công chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã cho phát hành 30 CD, thực hiện 5 live show lớn. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, anh tham gia một số chương trình truyền hình với tư cách ban giám khảo như Thần Tượng Bolero, Tuyệt Đỉnh Song Ca. Đối với mỗi vai trò, nam ca sĩ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực âm nhạc khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ. Bà xã của Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên rất thành đạt trên đất Mỹ. Cuối năm 2009, cô thành lập một công ty tài chính ở Mỹ và hoạt động khá thành công khi liên tục tổ chức các show diễn lớn cho các nghệ sĩ trong nước đến với xứ sở cờ hoa. Cô cũng đứng đầu chuỗi nhà hàng và một quán cà phê tại Chicago. Sau khi kết hôn, vợ chồng Đan Trường cùng mở một quán ăn và một cửa hàng đồ uống. Công việc kinh doanh thuận lợi khiến khối tài sản của cặp đôi ngày càng gia tăng, giúp họ sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với phương tiện đi lại hiện đại và một căn biệt thự đắt giá. Chuỗi nhà hàng trong mơ. Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng Đan Trường mở một nhà hàng tại California. Nam ca sĩ chim trắng mồ côi là một người sành ăn, trong khi bà xã Thủy Tiên là người có tư duy nhanh nhạy trong việc kinh doanh, nên cặp đôi rất tự tin khi xây dựng nhà hàng này. Họ hy vọng có thể mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại các tiểu bang của Mỹ và Việt Nam. Tính đến thời điểm tháng 2 2016, Đan Trường và bà xã đã thành công khi xây dựng một chuỗi nhà hàng trên đất Mỹ với một thực đơn đa dạng bao gồm các món cuốn, đồ ăn Việt và nước uống. Thủy Tiên tiết lộ, ông xã cô là người có tư duy kinh doanh linh hoạt, nhiều ý tưởng mới lạ khiến cô đặc biệt ấn tượng và nể trọng. Biệt thự siêu sang gần 20 tỷ đồng. Trước đây, Đan Trường và Thủy Tiên từng gây sốc khi khoe căn hộ sang trọng với thiết kế hiện đại, nội thất tinh tế tại California. Theo ước tính, căn hộ có giá trị 40,2 tỷ đồng và phải mất 3 năm xây dựng mới hoàn thành. Bà xã Đan Trường cho biết căn hộ có diện tích hơn 250m2 với không gian mỗi phòng được thiết kế mở, tạo sự thoáng mát nhưng không kém phần tinh tế. Khi biết tin Thủy Tiên mang bầu, cặp đôi đã gấp rút hoàn thiện căn hộ mới xây như một món quà dành tặng thiên từ con đầu lòng của họ. Thủy Tiên cho biết ngôi nhà được một kiến trúc sư nổi danh tại Hollywood, người từng xây nhà cho ca sĩ nổi tiếng thiết kế, với tổng diện tích lên tới khoảng một mẫu Anh 4.047m2 cùng nội thất sang trọng. Vợ chồng Đan Trường khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự phóng khoáng của mình dành cho con đầu lòng. Những chiếc xe tiền tỷ. Đan Trường được ngưỡng mộ khi khoe chiếc siêu xe dòng E-Class từng được tạp chí danh tiếng Autobird đánh giá là mẫu xe đẹp nhất thế giới. Theo định giá trên thị trường, chiếc xe có giá bán gần 2 tỷ và là mẫu mã được nhiều người ưa chuộng. Ngay sau khi biết tin bà xã mang thai, mẹ vợ Đan Trường cũng đã dành tặng cho cháu ngoại một chiếc siêu xe màu trắng với thiết kế hiện đại sang trọng, trị giá trên 1 tỷ đồng. Phương, từ cô gái dại dột tự tử vì giận mẹ đến ngọc nữ màn ảnh Việt. Từ một người không có gì, không biết gì, Nhã Phương đang có cuộc sống nhiều người mơ ước.
Tự tử vì giận mẹ, Nhã Phương của hiện tại là cô gái được nhiều người săn đón, có chỗ đứng trong nghề, tình yêu đẹp, nhiều người để được như cô, họ phải trải qua không ít sóng gió. Nhã Phương may mắn không bị xếp vào số đó. Nhưng nói như vậy, không phải tuổi thơ của cô chỉ toàn là những chuỗi ngày êm đềm, chỉ là khi cô sinh ra cảnh nhà đã đỡ. Nhã Phương, tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, cô sinh năm 1990 tại Đắk Lắk. Ngày ấy, ba cô ngoài đi dạy, còn bơm bực lửa ga kiếm thêm thu nhập. Không phải cùng mẹ đi bán hàng rong như các chị, nhưng cô bé Bi ngày ấy cũng phải theo mẹ lên rẫy. Nhà nghèo, con búp bê được xếp vào hàng xa xỉ, cô bé ngày ấy nào dám mơ. Thế nên mỗi lần lên rẫy, Nhã Phương lại lén ba mẹ bẻ bắp, giả làm búp bê. Tới chừng ba mẹ cô phát hiện ra, rẫy bắp hao hụt đi không ít. Hết đi cùng mẹ, bé Bi lại đi cùng ba tới trường, lang thang ngóc ngách này ngách nọ. Bữa nào người lớn không trông được thì các chị lại trông em. Em nhỏ xíu, chị cũng chẳng khá hơn, nên có bữa tay xách nước, tay ẵm em. Chị gái của Nhã Phương đánh rơi em gái vào lu nước, suýt chút nữa không cứu kịp. Cuộc sống vật chất không bằng người, tinh thần cũng nặng nề không kém. Nhã Phương luôn nghĩ rằng cô không nhận được tình thương của mẹ vì trong nhà, cô là người hay bị đánh nhất. Thậm chí có lần, vì giận ba mẹ cô đã thẳng tay đổ chậu quần áo con gái đã giặt xong xuống sình. Cô bé Bi ngày ấy giận mẹ nhiều lắm, giận đến mức có khi cô chán nản định tự tử. Rồi tự tử không thành, cô chỉ mong học xong cấp 3 để nhanh chóng rời khỏi nhà. Mãi sau này khi lớn lên, cô mới hiểu được lòng mẹ. Chỉ là trong năm đứa con, Nhã Phương giống ba nhất, nên mỗi lần giận ba, mẹ lại trút giận lên cô chứ không phải vì ghét bỏ. Và cái duyên nghệ thuật. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến ngày nghệ thuật đến với Nhã Phương như một cái duyên tiền định. Số là Nhã Phương có một bạn gái rất thân, thân đến nỗi chuyện gì của người này, người kia cũng biết. Cả hai đều thích hát, thế nên tới kỳ thi đại học, nghe lời bạn rủ rê, Nhã Phương cũng gật đầu thi vào trường sân khấu điện ảnh. Từ dưới quê lên thành phố, hành trang cô gái 18 tuổi mang theo chẳng có gì. Cho tới lúc xếp hàng, đóng lệ phí thi, trong túi Nhã Phương cũng chẳng có đủ tiền. Nói gì đến chuyện make up hay chuẩn bị kiến thức cho bằng người ta. Ấy vậy mà chỉ với một bài thơ chưa kịp thuộc, một câu thoại ngắn ngủn với một dòng sông đầy nước mắt, Nhã Phương đã đậu hệ A một cách ngon lành. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại câu chuyện đi thi ngày ấy, Nhã Phương đều nói rằng cô là một người may mắn. Vì nếu không may, chắc cô chẳng thể gặp được chàng trai tốt bụng cho vay tiền đóng lệ phí. Nếu không may, chẳng có cô gái nào tốt bụng kéo cô vào một góc để trang điểm cho bằng người. Nhưng cuộc sống nào chỉ toàn may mắn, nếu không có thực lực, có lẽ Nhã Phương chẳng đi đến được bây giờ. Mang tiếng học khoa diễn viên, nhưng nhà nghèo, Nhã Phương làm gì có tiền chăm chút, đến bộ quần áo đi học hàng ngày cũng chẳng giống ai. Đến trường với bộ đồ thể dục, Nhã Phương bị thầy nhắc hoài, nhưng thầy nhắc là một chuyện, có khả năng thay đổi hay không lại là chuyện khác. Để có tiền cho Nhã Phương thi vào trường và đi học, chị gái cô đã không quản ngại làm hết việc này đến việc khác. Thương chị, em gái nào dám đòi hỏi nhiều. Vậy mà cô sinh viên chẳng giống ai ấy, sau 2 tháng đi học đã được kêu đi phim. Đầu tiên là một vai nhỏ trong phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng, một bộ phim mà bây giờ nhắc lại, nhiều người sẽ giật mình vì không nhận ra cô trong đó. Nhưng thời ấy, áp lực cơm áo gạo tiền khiến phim ảnh đến với Nhã Phương như cái cần câu cơm, chứ chẳng phải vì yêu vai diễn hay mê mẩn gì. Hết phim này, chưa thấy ai mời đi phim khác, cô đã sốt ruột vì tiền nhà, tiền nước, tiền điện lẫn tiền ăn. Thậm chí ước mơ về sự nổi tiếng hay những vai diễn để đời chưa bao giờ manh nha trong đầu cô gái trẻ. Vậy mà đùng cái cô nổi tiếng sau vai diễn Vi bán bánh tráng trong bộ phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò. Tất nhiên, chẳng ai có thể lên kế hoạch cho sự nổi tiếng của mình, và Nhã Phương cũng vậy. Cái dẫn cô đến thành công chính là sự chân thật của cảm xúc, vào vai thật như chính bản thân ở ngoài đời. Điều gì thật tự nhiên nhất sẽ chạm được đến trái tim khán giả. Sau thành công đó, Nhã Phương ý thức nhiều hơn về nghệ thuật và trở nên khó tính hơn với những vai diễn và cả bản thân. Để vào vai thật ngọt trong tuổi thanh xuân, ngoài rèn luyện khả năng diễn xuất, cô còn chăm chỉ đi học tiếng Hàn. Rồi cô gái nhỏ nhắn ấy còn bất chấp cả thời tiết giá lạnh để có những cảnh quay đẹp nhất. Là nghệ sĩ, ai cũng đã nhiều lần hy sinh vì nghệ thuật. Những gì Nhã Phương đã làm cho thời điểm này có thể chưa nhiều, nhưng đối với một cô gái đi từ con số 0 lên, đó là sự cố gắng đáng ghi nhận.